Chuyển sang những tin tức liên quan tới lĩnh vực y tế. Trước thực tế hàng loạt bệnh viện kêu thiếu thuốc, trang thiết bị, thì mới đây Bộ Y tế đã lập 4 đoàn kiểm tra khảo sát về tình hình cung ứng sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và tác động của việc thiếu hụt này tới chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người dân và nhân viên y tế. Theo đó, 4 đoàn kiểm tra bao gồm Đoàn 1 kiểm tra vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc gồm 25 tỉnh, thành phố. Đoàn 2 kiểm tra vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung gồm 14 tỉnh, thành phố. Đoàn 3 kiểm tra vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ gồm 11 tỉnh, thành phố. Đoàn 4 kiểm tra vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành. Được biết các đoàn kiểm tra sẽ tra lập danh sách các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các tỉnh thành phố, lựa chọn kiểm tra 1 đến 2 bệnh viện trực thuộc bộ và 1 đến 2 bệnh viện tỉnh trong vùng.